Nghe Pháp đã đọc bài xong, kính mời bạn tay của huynh Quách Thanh Á. Sa thưa lành thầy, xin nghe pháp. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giáo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính lệnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính chào cô tu nữ Tham Ma Chà Rì Cô Duyên. Cô đã hữu trong rung là điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, những chúng sinh nào bị thối đọa khỏi thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy là khéo thối đọa. Ngay trong hiện tại họ an trú trong đau khổ, với tàn hại, với u não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung chờ đợi là ác thú. Này các tỷ kheo, những chúng sanh nào không bị thối đọa khỏi thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy không có thối đọa. Ngay trong hiện tại họ an trú trong an lạc, không có tàn hại, không có u não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung chờ đợi là thú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Thối đọa khỏi trí tuệ, hãy nhìn xem thế giới với hàng ngũ chư thiên an trú trong danh sắc, nghĩ rằng đây sự thật, nhưng thủ thắng ở đời lại chính là trí tuệ. Chính tuệ dắt dẫn đến thể nhập được Niết Bàn và chơn chánh quán chi. Sự hoại diệt danh hữu chư thiên và loài người hoan hỷ được chiêm ngưỡng chư thiên, chư Phật chánh đẳng giác, những bậc giữ chánh niệm đầy đủ với trí tuệ mang thân này. Cuối cùng ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, cảm ơn xin nhật thầy. Dạ, Phát Thanh Na vừa đọc xong bài. Dạ, kính mời xin nhật thầy. Dạ, sa thú kính cảm ơn Minh Phát Thanh Na. Dạ, Dục Quỳnh thấy cô tu nữ tỷ duyên rồi. Dạ, Dung Nguyễn chạy chút ngang. Dạ, mời cô tu nữ tỷ duyên. Dạ. Sư thú lên thầy. Dạ. Kính cảm ơn Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính lễ nguyện bảo với cô tu nữ Tham Ma Thầy. Và kính chào các bà quý thiện nam thánh nữ. Và tự nhiên xin đọc bài. Dạ, cảm ơn Vinh có thăm này. Thế Tôn được Bậc A-La-Hán nói đến, được nghe, này các tỷ, những chúng sanh nào bị thối đọa, những chúng sanh ấy là khéo thối đọa. Ngay trong hiện tại, chú trong đau khổ, với tàn hại, với u não, nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung chờ đợi là ác thú. Này các tỷ kheo, những chúng sinh nào không bị thối đọa khỏi trí, khỏi thánh trí tuệ, chúng sanh ấy không có thối đọa. Ngay trong hiện tại họ an trú trong an lạc, không có tàn hại, không có u não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại nặng chung chờ đợi là thiện thú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Thối đọa khỏi trí tuệ, thế giới với hằng ngũ chư thiên an nghĩ rằng đây sự thật, nhưng thù thắng ở đời chính là trí tuệ. Chính tuệ dắt dẫn đến thể nhập Niết Bàn và chân chánh quán tri. Ở hoài diệt sanh hữu chư thiên và loài người hoan hỷ được chiêm ngưỡng chư Phật chánh đẳng giác, những bậc giữ chánh niệm đầy đủ với trí tuệ mang thân này. Cuối cùng ý nghĩa này được Thế nói đến.
và tôi đã được nghe. Dạ, à, tự nhiên đã đọc bài xong. Dạ, kính mời Dương Nguyễn. Dạ, con dạ, à, con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ông Đức Phật, ông Đức Pháp, ông Đức Tăng. Con kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đại tràng. Con kính chào quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào các cô chú trong đại tràng. Dạ, con cảm ơn cô. Cô Đặng Đông và cô Nhật Quỳnh đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài. Dạ, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, những chúng sanh nào bị thoái đọa khỏi thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy là khéo thối vợ đọa ngay trong hiện tại. Họ an trú trong đau khổ, với tàn hại, với ương não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Này các tỷ kheo, những chúng sanh nào không bị thoái đọa khỏi thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy không có thối đọa, ngay trong hiện tại họ an trú trong an lạc, không có tàn hại, không có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là thiện thú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Thói đọa khỏi trí tuệ, hãy nhìn xem thế giới với hàng ngũ chư thiên an trú trong danh sắc, nghĩ rằng đây sự thật, nhưng thù thắng ở đời lại chính là trí tuệ. Trí tuệ dẫn dắt đến thể nhập được niết bàn và chân chánh quán tri. Sự hoại diệt sanh hữu chư thiên và loài người hoan nghĩ được chiêm ngưỡng chư Phật chánh đẳng giác, những bậc giữ chánh niệm đầy đủ với trí tuệ mang thân này cuối cùng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin nhường mic lại cho đại tràng ạ. Dạ, xà thú kính cảm ơn Dung Nguyễn, dạ Nhật Quỳnh một lần nữa. À, mời cô. Dạ, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Dung Nguyễn, dạ cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, cảm ơn Giang Đồng. Dạ, vậy là cô tu nữ Thâm Má Chá Rí không nghe rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Ừ, cô không cầm mít được rồi. Dạ, con xin được ông con thành kính lãnh lễ thượng tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Minh một lần nữa kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc kinh Tiểu Bộ 41 La Mã. Dạ, kính cảm ơn Vinh cho bài học. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, những chúng sanh nào bị thối đọa khỏi thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy là khéo thối đọa. Ngay trong hiện tại, họ an trú trong đau khổ, với tàn hại, với ưu não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Này các tỷ kheo, những chúng sanh nào không bị thối đọa khỏi thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy không có thối đọa ngay trong hiện tại, họ an trú trong an lạc, không có tàn hại, không có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là thiện thú.
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Thối đọa khỏi trí tuệ, hãy nhìn xem thế giới với hàng ngũ chư thiên an trú trong danh sắc, nghĩ rằng đây sự thật. Nhưng thù thắng ở đời lại chính là trí tuệ. Chính tuệ dắt dẫn đến thể nhập được Niết Bàn là chân chánh quán tri. Sự hoại diệt sanh hữu, chư thiên và loài người hoan hỷ được chiêm ngưỡng chư Phật đẳng giác, những bậc giữ chánh niệm đầy đủ với trí tuệ. Này cuối cùng, ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhược Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Dung Nguyễn, Minh Quả Tha Ná, cô nghe Pháp, Xích Trần Đạo, Xích Trạng Đông đã hoan nghỉ ôn bài tiểu bộ kinh 41 La Mã. Dạ, bây giờ thì Nhược Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhược Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được học bài 42 La Mã. Nam Mô Bích Tha Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sang Kha Dạ. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Ta Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Ta Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Ta Ha Sa. Ramma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sap tap ba ra chap ca cha ti ca đề xê tụ thâm măng à nu căm bi măng ba chăng xà thầm ma phê riêm vi na danh cha ca văn xà tan cha văn thân à phi thâm ma châm măng à cô ta danh tô ta tu sách cha đằng đăng ba bơ thà nay dê và ta dạ mặt chê. Ê quan sa ham bà tỳ đâm ma phà ga quanh tăng à gia cha thà tuấn hi pha quê na tăng buộc thô cà ruột nhê na thì qua xa già tánh ha buộc tha gia bà nê na mì ga đa dẫn ta tô ga tô. Thẩm mát Banh ca quát giá đà dơ nay dê à măng ba dê sĩ thâm ma tô ta tô ba phô tì sâm bồ thô à nu na thâm ma đê sa năng ma ga quát sa ni đê sê si sạch đà năng áp tha xích tha căng tê na sa thu ai dơ phanh tê tê sê tu thâm ma đê sa năng sa ba di tha ba di sa gia a nu cam bấm bi ca ta quên. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước. Chỗ hòa đành rải tạng mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đầy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năng năm thầy ư pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn.
Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói rằng tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được thượng tọa Pháp Thân giảng kinh Tiểu Bộ Itibuttaka chương 2, hai pháp phẩm 2, bài 42 La Mã. Dạ, con xin được đọc chánh kinh. Dạ, cảm ơn huynh rất là nhiều. 42 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai pháp trắng. Có hai pháp trắng này che chở cho đời. Thế nào là hai? Xấu hổ và sợ hãi. Này các tỳ kheo, nếu hai pháp này không che chở cho đời, thời ở đây không có sự phân biệt giữa mẹ, chị, em của mẹ, vợ của anh, em của mẹ, hay giữa vợ của bậc giáo thọ sư, giữa những người vợ của những bậc đáng được kính trọng. Thế giới sẽ rơi vào loạn luân như các loài dê cùng, gia cầm, heo, chó và các con chó rừng. Vì rằng, này các tỳ kheo, có hai pháp trắng này che chở cho đời, nên ở đây có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của mẹ, vợ của anh em của mẹ, hay vợ của bậc giáo thọ sư, giữa những người vợ của những bậc đáng kính trọng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến với những ai không có xấu hổ và sợ hãi, liên tục và thường xuyên họ đi xuống bào thai dựa trên gốc tinh dịch. Họ đi đến sanh với những ai chánh trí, xấu hổ và sợ hãi liên tục và thường xuyên vững trú trên phạm hạnh, họ được an, họ được sự an tịnh, tái sanh được diệt tận. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ sư có nghe được âm thanh con, cho con xin một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ sa thú lành thai. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư. Dạ Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sân Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh. Xin chào quý cô tu nữ. Thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học qua bài số 42 là bả. Phần chánh kinh thì chúng ta đã được nghe cái phần đọc. Thì hôm nay đó thì chúng ta học có hai cái pháp gọi là biết xấu hổ và sợ hãi. Nói trong cái danh từ Bali đó, đó là lòng tàm và lòng quý. Và để đi vào giảng bài học hôm nay, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Aphikwadimi. Như tâm đảnh lễ Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Swakato Phakawata Thammo Thammang Namasami. Như tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng,
Đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Subhatibhano phagavato savakasango sanggang namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Dâng đức lễ bái Tam Bảo một cách tâm tác, nguyện cầu mừng Tam Bảo gia hộ cho quý cô chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiền nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như vậy thì chúng ta học qua bài số 42 La Mã. Ở đây thì Đức Phật ngài dạy rằng có hai cái pháp này che chở cho đời. Thế nào là hai? Xấu hổ và sợ hãi. Hai cái từ mà gọi là xấu hổ và sợ hãi ở trong Phật giáo gọi là lòng tàm và lòng quý. Hơi quý là lòng tàm, lòng quý là ất tắp bát, tức là ghê sợ. Trước tiên đó là ta định nghĩa về cái là sự xấu hổ và sợ hãi ở đây đó, thì trước tiên đó là nói đến cái lòng tàm, sự xấu hổ tức là mình biết mắc cỡ, xấu hổ với những cái gì, cái hành vi của mình, cái hành vi của mình, hành vi ở đây là hành vi sai trái. Nhìn chờ chúng tôi một chút. Dạ, quý vị nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Khi nói đến lòng tàm, tức là sự xấu hổ đó, thì cái sự xấu hổ ở đây là biết mắc cỡ. Mắc cỡ với những cái hành vi xấu, chứ không phải là mắc cỡ mà mình e thẹn như là những cái người phụ nữ, những cái cô gái mới lớn, không phải. Mà là mắc cỡ với những cái hành vi xấu của mình. Hành vi xấu. Xấu ví dụ như là mình biết là cái vai trò của mình là một cái người tu sĩ, mà mình làm như vậy thì cái hành vi như vậy đó thì nó không xứng đáng, không được xứng đáng là một người tu sĩ. Hay là mắc cỡ với xấu hổ với những cái hành vi như là một người Phật tử mà mình làm như vậy thì mình không xứng đáng là một cái người cư sĩ Phật tử thuần chánh. Cho nên là chúng ta phải biết mắc cỡ những điều đó. Cái hãi ở đây đó là không phải là cái sự cái ottapa, tức là cái danh từ Bali gọi là ottapa, tức là cái biết sợ hãi. Sợ hãi ở đây không phải là sợ hãi rụt rè bởi vì mình là cái người yếu thế hơn mình sợ hãi. Mình sợ hãi bởi quyền lực, mình sợ hãi bởi này kia để mà áp đảo mình mà mình sợ hãi, không phải. Mà là sợ hãi ở đây đó là sợ hãi bởi những cái hành vi xấu, bởi những cái hành vi xấu luôn. Đó là hai cái điều mà trong kinh á, thì Đức Phật có dạy là hiri ottapa sambanna sukathamasama hita santo sapurisa loke dewa thamma tibuchare. Có nghĩa là gì? Lòng tàm và lòng quý là hai pháp nâng đỡ cái thế gian này.
Quý vị nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Khi mà nói đến cái lòng quý ở đây, tức là mình biết sợ hãi. Sợ hãi bởi với cái hành vi xấu của mình, cho nên là mình sợ hãi. Và như là trong kinh Đức Phật Ngài dạy đó, là chính hai cái pháp này nó nâng đỡ cái thế giới này, thế gian này. Mà nhờ đó mà nhân loại của chúng ta nó biết người trên kẻ dưới, biết cha, biết mẹ, biết thầy, biết tổ, biết anh, biết em, biết thân bằng quyến thuộc. Nó khác với lại một số không có lòng tham và lòng quý. Ví dụ một số sinh vật mà chúng ta thấy như cái loài, một số loài thú đó, thì phần lớn nó không biết là cái đó là cái con vật đó là ở đó là cha mình hay là mẹ mình, không biết. Thì do nó không biết như vậy cho nên là nó tạo nên cái mất trật tự mà mình gọi là loạn luân ở trong cuộc đời này. Và cũng chính hai cái pháp này là hiểu đó, là làm cho cái thế gian này nó có một cái sự trật tự, trật tự, và biết tôn trọng, tôn kính lẫn nhau. Và chính nhờ hai cái pháp này đó mà loài người được bình an. Và chư thiên á, thì ở cảnh giới chư thiên á, thì sẽ được các vị thiên sẽ được sanh lên nhiều. Và đồng thời cũng chính nhờ hai cái pháp này đó thì bậc thánh mới có thể tác thành được, thánh nhân mới có thể thành một bậc thánh được. Đó là như vậy. Thì bây giờ là để chúng tôi sẽ giải thích hai cái từ mà Đức Phật Ngài gọi là nâng đỡ thế gian. Và đối với cái bậc thiện trí đó thì luôn luôn thực hành hai cái pháp này, tức là lòng tham và lòng quý, hay là biết xấu hổ và sợ hãi. Thì trước tiên đó là ta nói đến cái lòng tham, tức là biết xấu hổ. Thứ nhất đó là mình phải biết xấu hổ cái gì. Mình xấu hổ với những cái hành vi ác xấu của chính mình. Mình xấu hổ. Ví dụ như là một cái người bậc xuất gia đó, thì ở đây đó mình biết là cái phận sự nào của một cái vị xuất phận sự nào của một vị xuất gia, cái phận sự nào của một vị xuất gia cần phải làm, và chỗ nào một vị xuất gia nên đến, và chỗ nào vị xuất gia nên ở, thì mình phải biết cái đó, biết cái đó. Và với một cái người xuất gia như vậy đó, thì mình biết cái phận sự của mình là mình phải làm cái gì và không nên làm cái gì, biết là như vậy. Một vị tỳ kheo, một vị xuất gia là biết việc mà mình nên làm. Ví dụ như chúng ta biết rằng đời sống của một cái bậc xuất gia đó thì không có gia đình, không có, mặc dù là có gia đình nhưng mà từ bỏ thân bằng quyến thuộc anh em để rồi mình sống một cuộc đời của một cái người xuất gia. Nói ở đây đó có nghĩa là mình ít có cái sự liên hệ đối với gia đình, mà cái việc chuyên tâm của mình là để dành cho cái thời gian mình lo tu tập, lo trao dồi, và mình làm những cái công việc của một cái vị xuất gia. Ví dụ như mình chuyên về pháp học, hoặc là mình lo học Phật pháp, tìm hiểu Phật pháp để mà mình mang Phật pháp vào đời. Rồi cái thứ hai nữa là, hoặc là mình chuyên về pháp hành, tức là mình bày Phật pháp này ở trong nội tâm của chính mình để rồi mình thực hành tìm cái nguồn an lạc ở nội tâm. Thì cái phận sự đó, ví dụ như mình thấy rằng một bậc xuất gia đó thì chỉ làm những cái việc xung quanh của một cái người xuất gia thôi. Giống như chúng tôi nói là giống như các vị trụ trì hay là các sư ở chùa cũng vậy đó. Cứ cái việc xung quanh là mình lo cái việc mà phục vụ tam bảo, tức là mình lo sửa chữa xây dựng, hoặc là mình làm những cái công việc gì để duy trì cái chùa, hay hoặc là mình có thể là làm những cái công việc gì đó quanh đối với một cái người tu sĩ,
một vị tu sĩ. Tức là mình hướng dẫn cho Phật tử tu tập. Và thậm chí mình nói là cái việc mà vì sao mà mình nói rằng một vị tu sĩ mình đó là nhiều khi ở nhà Phật tử có những cái ma chay, tức là có những người chết hay hoặc có hữu sự gì đó, thì mình về mặt tinh thần thì mình cũng phải hướng dẫn để giúp đỡ cho những người Phật tử. Thì cái việc đó là việc làm của một cái người, một cái vị xuất gia. Rồi cái việc làm của một vị xuất gia nữa đó là mình phải giữ gìn cái đời sống phạm hạnh của mình, giữ gìn cái đời sống phạm hạnh của mình. Và mình luôn luôn là dành cho cái thời gian, là có cái thời gian là mình sẽ chuyên tâm hành thiền, lo trao tâm sửa tánh của mình, để mà mình được thanh lọc được những cái phiền não ở nội tâm, để tìm được cái nguồn an lạc ở nội tâm. Hoặc là mình nói rằng với một cái công việc hoằng pháp đó thì nó có nhiều. Khi mình nói hoằng pháp thì thường là mình chỉ nói là một cái vị xuất gia như vậy đó, thì mình chỉ đi thuyết pháp không. Nhưng mà mình phải hiểu cái từ rộng ở đây, hoằng pháp ở đây, ngay cả những vị trụ trì đó, những vị hoằng pháp ở tại cái vùng đó, tại cái địa phương đó. Tại vì Phật tử xung quanh của cái ngôi chùa đó, ít nhiều người ta cũng được thừa hưởng cái giáo pháp, được tiếp nhận ở giáo pháp, hấp thụ ở giáo pháp. Thì chính là ai? Chính là những vị trụ trì. Ở bên Bắc truyền thì họ nói là trụ như lai xứ mà tác như lai sự. Có nghĩa là mình trụ ở cái nơi gọi là chốn tòng lâm, chốn chùa chiền, thiền môn, và mình làm những cái công việc của một cái vị tu sĩ. Đó là cái công việc mà mình hướng dẫn cho những người Phật tử. Đó là một công việc hoằng pháp. Thì mình hiểu cái từ hoằng pháp ở đây đó là làm sao người ta hiểu được đối đến với chánh pháp, thì đã là công việc hoằng pháp rồi. Chứ không phải là mình hoàn toàn là đi thuyết pháp dạy học không là mới là hoằng pháp, mà là mình hướng dẫn cho người ta, hoặc là mình làm những cái việc như là tạo cho đời sống tinh thần cho một cái người Phật tử để họ hướng đến với Phật pháp, thì cái đó cũng được gọi là công việc của một nhà sư. Thì ở đây khi mà mình nói đến lòng tàm á, có nghĩa là mình biết xấu hổ, xấu hổ những cái điều gì mình không làm, không nên làm. Ví dụ như là một vị xuất gia thì mình không có nơi đi đến những người nhà, những cái người những cái nơi mà có những cái nơi mà mình không phải đến, ý đó là ở làng chơi hay ở nơi đây đó, hoặc là làm cho cái tâm của mình đó, nó không được an tịnh đó. Và cái hình ảnh của một vị tu sĩ đến chỗ đó thì nó bị mất đi những cái thiện cảm, và nó không đúng vai trò của một cái vị tu sĩ, cho nên là mình không có đến đó. Như vậy thì khi mà mình đến đó thì rõ ràng là mình phải biết xấu hổ, biết xấu hổ. Và mình thấy là xét lại cái hành vi của mình, lời nói, việc làm hay là cái suy nghĩ cũng vậy. Mình làm, ví dụ như chúng ta thấy rằng quý sư thì thường thường là mỗi nửa tháng hay có cái việc mà gọi là bố tát, tức là sám hối, tức là nhìn lại chính mình để trình bày với chư tăng được rõ là mình làm như thế nào, thế này thế nọ, mình làm để làm sao cho Phật pháp họ được an ổn, được Phật pháp được phát triển. Thì chính nhờ cái sự biết xấu hổ đến những cái hành vi ác mình hả, mình làm thì thân hay là khẩu hay là ý cũng được, cũng vậy. Tức là cái lời nói mình mà nó không chuẩn, không đúng chuẩn của chuẩn mực của một cái người tu sĩ thì tạo nên cái sự mất niềm tin đối với những người xung quanh, những người Phật tử xung quanh. Hoặc là cái hành vi của mình nó không có đúng chuẩn mực á, thì rõ ràng là cái hành động của mình nó cũng tạo nên người khác mất niềm tin, và như vậy thì không đúng với cái việc làm của mình. Thì ở đây trước tiên đó là chúng ta phải biết xấu hổ khi mà biết rằng là nếu mà mình có những cái hành động như vậy, thì mình phải biết rằng thứ nhất á, là mình sợ, mình phải biết tự nhìn lại chính mình
nếu mà mình làm như vậy thì nó không đúng. Thì cái điều đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Nếu mà mình không biết xấu hổ thì mình tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện, từ lời nói, từ việc làm, từ cái suy nghĩ của mình. Ngay cả trong cái suy nghĩ của mình thôi, chưa có bộc phát ra đó thì cũng không ai biết. Nhưng mà chính cái tâm của mình có những cái phinh hướng bất thiện. Như trong kinh Tăng Chi Đức Phật này ví dụ rằng tâm mà đặt sai hướng. Tâm mà đặt sai hướng có nghĩa là sao? Tâm mình hướng đến dục tư duy, hướng đến hận tư duy, hoặc là hướng đến hại tư duy. Khi mà tâm mình nghĩ đến những điều đó đó thì cái tâm mình nó đã bị tổn thương rồi, bị bệnh rồi, bị bệnh rồi. Cho nên là mình phải hiểu rằng là mình nghĩ đến những điều đó thì mình phải tâm mình nghĩ phinh hướng đến những điều đó thì mình phải cần phải đình chỉ lại liền, không có để cho cái tâm của mình bị dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy chi phối. Đó chính là một mình biết sợ hãi với cái tâm phinh hướng pháp bất thiện. Thứ hai nữa đó là mình phải biết sợ hãi cái gì. Ý xin lỗi, mình phải biết xấu hổ cái gì. Xấu hổ ở đây đó là mình phải nghĩ rằng cái đời sống tu hành của mình, mình làm sao cả pháp học lẫn pháp hành để cho mình phát triển. Mình phát triển. Ít ra thì mình cũng được duy trì. Duy trì cái đời sống bền bỉ, tu tập như vậy, điều đặn như vậy. Tại vì nếu mà mình không có duy trì, không có tu tập và không có bền bỉ như vậy thì mình sẽ bị cái sự bị gọi là như là một cái sự mà đẩy lùi đi vậy. Vì vậy nên trong cái đời sống á thì trước tiên là phải biết xấu hổ với những cái hành vi, bởi vì lòng tham lòng quý á, cũng là chính hai cái yếu tố hay là hai cái thiện pháp này á, nó giúp cho cái giới của một cái vị hành giả tu tập nó tốt. Nếu mà mình không có hai cái điều này á, thì hai cái pháp này á, thì mình không thể nào mà mình giới hạnh của mình nó không thể nào tốt được. Cho nên là dù sao thì mình phải biết xấu hổ với những điều đó, những cái điều bất thiện. Ở đây đó chúng tôi nói trên cái phương diện của người Phật tử cũng vậy, cái người cư sĩ cũng vậy. Cái người cư sĩ thì mình gọi là mình là người Phật tử mà. Phật tử là được tạm gọi như là con Phật. Phật tử là con Phật. Phật tử là con Phật. Cho nên cái mà mình làm con Phật á thì ít nhiều mình phải bắt chước theo Phật. Bắt chước theo Phật. Mình không phải là như 100% là mình phải theo Phật hết. Nhưng mà rồi hoàn toàn là cuộc đời của mình á, mình phải hướng dành cho cái thời gian của mình hướng đến với Phật pháp và sống với Phật pháp. Không phải là chỉ mang danh không, không phải chỉ có danh nghĩa, danh hiệu, danh nghĩa vậy thôi là người Phật tử thôi. Nhưng mà bản thân của mình không có thực hành gì cái lời dạy của Phật á, thì cũng không có xứng đáng như là một cái người Phật tử thuần thành chân chánh. Và rõ ràng là mình không có một cái sự tiến bộ ở trong cái đời sống tu tập của mình. Ví dụ như bây giờ mình nói một cái người Phật tử thì cơ bản của người Phật tử đó, cái cơ bản của người Phật tử đó là mình giữ tam quy và ngũ giới, tam quy ngũ giới. Hoặc có khi mình đi ra đường mình làm ăn cái gì đó, cuộc sống mình có khi thì mình cũng bị vi phạm một vài giới, nhưng mà mình phải thấy rằng á, mình làm như vậy đó là mình phải cảm thấy mình phải biết xấu hổ, phải biết xấu hổ. Bởi vì một người Phật tử mà mình sát sanh, dù hoàn cảnh nào, điều kiện nào, có ra sao mà mình sát sanh á, thì có nghĩa là mình phải biết xấu hổ. Và mình biết xấu hổ như vậy đó thì mình không làm, mình không sát sanh, dù là có lợi hay là như thế này thế nọ, dù là nhỏ hay là lớn, ít hoặc là nhiều, thì tuyệt đối mình không có sát sanh, trộm cắp hoặc là tà hạnh hoặc là nói dối hoặc là uống các cái chất sai, uống các cái chất sai. Cho nên là có thể nói rằng là chính cái lòng tàm, tức là cái biết sự xấu hổ đó, nó là cái yếu tố để giúp cho mình điều chỉnh được cái hành vi của mình. Mình thấy rằng mình làm như vậy nó có đáng hay không,
có xứng đáng là một cái người Phật tử thuần thành hay không. Thì khi mà mình thấy rằng là chính mình làm như vậy thì nó không có xứng đáng với một người Phật tử, thì ngay lập tức mình không làm những điều đó, mình điều chỉnh lại liền, không có làm những cái điều như vậy, không có làm điều như vậy. Thí dụ như một người Phật tử mà mình, ví dụ như là mình giữ bát quan cũng vậy, một tháng thì chúng ta có bao nhiêu ngày đó, 6 ngày, 4 ngày hoặc 2 ngày, tùy vào một cái điều kiện mà mình có thể sắp xếp được để mà mình giữ bát quan. Thì cái người giữ bát quan á, thì dĩ nhiên là buổi chiều mình không được ăn, mà thường ngày thì chúng ta nếu không có giữ thì chúng ta được quyền ăn. Nhưng mà ngày hôm nay đó là chúng ta không được ăn, là vì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải sống tập hạnh theo cái hạnh của Bậc Thánh, cái hạnh của Bậc Thánh. Và mình phải giữ cái tâm của mình đừng mong vọng đến cái chuyện ăn uống, đừng chuyện ăn uống, rồi nghe nhạc hoặc là ca sướng hay hoặc là gì, cái đó mặc dù là cái sở thích của chính mình, sở thích của chính mình, nhưng mà bây giờ ngay trong cái ngày đó mình phải ráng cố gắng mình từ bỏ, mình từ bỏ, đừng có đam mê nó. Có nghĩa là mình học theo cái hạnh của Bậc Thánh, học theo cái hạnh Bậc Thánh để chi? Khi mà mình học được cái hạnh của Bậc Thánh, mình làm được như vậy, mình gieo được một cái phước cho chính mình, để mà do cái phước trì giới đó, mà biết đâu là cái phước đó nó hỗ trợ cho mình. Và chính vì vậy nên là mình cố gắng mình giữ bát quan, chứ đừng có nghĩ rằng là nhiều khi mình giữ cho có lệ, rồi giữa ngày cũng lên trên bằng Phật, rồi hoặc là đối diện trước chư Tăng để hôm nay con xin thọ trì tam quy vào bát quan trai giới, rồi chỉ nguyện như vậy thôi. Nhưng mà mình không có chủ tâm để mà mình tránh xa những cái hành vi xấu, thì rõ ràng là mình không có biết xấu hổ, chỉ có hình thức thôi, chứ không có một cái nội dung, không có nội dung. Chính là gì? Mình không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Cái thứ hai nữa đó là, ở đây chúng tôi muốn nói đó là cuộc đời đó thì mình biết rằng có tâm của mình nó có thể thay đổi, nhưng mà khi nào mà chúng ta được trú vững ở nội tâm thì chúng ta nên có một cái việc đó là chúng ta hướng đến với Phật pháp, hướng đến với cái để dành cho cái thời gian để mà mình lo học Phật pháp, học Phật pháp, coi một câu kinh, nhớ để ghi nhớ, xem một cái cuốn kinh, một vài câu kinh để mà mình ghi nhớ, mình để lòng trong mình, để trong lòng của mình ghi nhớ, chú tâm ghi nhớ thì mình có thể nhớ được. Hoặc là mình học một vài câu kinh tụng, một vài câu kinh tụng, mình để cái thời gian đó mình học vài câu kinh tụng. Mặc dù chúng ta lớn tuổi thì học nó hơi khó, nhưng mà chúng ta quyết tâm thì học nó cũng có thể là thuộc được. Nếu chúng ta không cố học thì chúng ta không thể nào thuộc được. Vì vậy cho nên là chúng ta cố gắng, cố gắng. Vì khi mà mình nói là mình là Phật tử, đừng có nói là cái thời gian, thời gian, thời gian là mình là Phật tử bao nhiêu năm, mình đi chùa bao nhiêu năm đó, thì cái thời gian nó không phải là cái thước đo cho tất cả, mà phải nói là cái sự trưởng thành về cái phương, trên phương diện tu tập của mình, cái tâm của mình ứng xử ra sao đối với các cái trần cảnh của cuộc đời này, cái hiểu Phật pháp ra sao đó, thì cái điều đó cũng rất là quan trọng, nó rất là quan trọng, chứ không phải là thời gian là cái thước đo, mà là phải nói là cái chuẩn của một người mà được trưởng thành ở trong Phật pháp này là cái mức độ ứng dụng tu tập của mình, để rồi cái tâm của mình có thể có được sự an lạc tiến bộ nào ở trong cái đời sống tu tập của mình, thì cái đó mới là cái điều quan trọng, điều quan trọng. Vì vậy cho nên là nếu như một người có được một cái sự xấu hổ, tức là lòng tham, thì rõ ràng là mình có được cái thứ nhất á, mình có lòng tham thì mình đã mình được tránh xa những cái hành vi xấu, từ lời nói, việc làm hay cái suy nghĩ của mình, ngay cả trong cái suy nghĩ của mình nó mãi mong mãi nó manh mún từ ở trong cái suy nghĩ thôi, tâm mình thôi, nó chưa bộc phát ra lời nói, chưa bộc phát ra việc làm, hành động của mình, nhưng mà rồi đó là mình cũng biết ngăn chặn nó
không để nó chi phối bởi dục, bởi sân, bởi hại gì đó. Chúng ta không để cho nó sanh khởi như vậy. Thì đó chính là một cái lòng tàm. Và cũng chính lòng tàm làm cho người ta đó, ở trong cuộc đời này đó, giữa cha, mẹ, anh, em, chúng ta biết kẻ trên người dưới. Kẻ trên người dưới. Người này là mẹ mình nè, người này là chị mình nè, người này là cha mình nè, người này là anh mình nè, người này là em trai mình nè, người này là em gái của mình nè, này là ông bà của mình nè, này là cô bác, chú gì gì đó. Tùy theo cái vai vế mà chúng ta xưng hô với nhau. Nhưng mà phải biết rằng ở đó là có chừng mực, chừng mực của một cái người biết nhận thức rằng đó là vai vế ở trong cuộc đời, vai vế trong cuộc đời. Và do vậy đó chúng ta có cái sự ứng xử trong các cái mối quan hệ đó, nó vừa chừng, nó có chừng mực để tạo nên cái sự an lạc và hạnh phúc ở trong mỗi gia đình, trong mỗi gia đình. Cái thứ hai, và chính cái người có lòng tàm á, thì rõ ràng là họ biết được những cái điều nào làm để mang đến cái sự an lạc cho xã hội, cho bản thân, cho xóm giềng, cho bản thân của họ, thì chính là nhờ cái lòng tàm. Và chính nhờ cái lòng tàm đó mà cái người tu đó, cái người tu họ được tiến bộ. Nếu không có cái lòng tàm thì họ không thể được tiến bộ. Cái thứ hai nữa đó là nói đến cái pháp mà gọi là gì? Là lòng quý, Ottapa, nó là lòng quý. Quý ở đây đó là phải nói rằng là quý ở đây đó là nói đến cái sự sợ hãi. Sợ hãi ở đây đó là không phải là một cái người mà yếu thế, thấp bé mà mình sợ, không phải. Mà mình sợ hãi ở đây đó là mình nghĩ cái vai trò của mình, khi mà mình làm như vậy thì trước tiên là mình phải sợ các cái bậc thiện trí họ chê trách mình. Ví dụ như mình tu như vậy đó, chứ sự thật ra thì có thầy tổ, có bạn bè đồng phạm hạnh, nghĩa là mình có những cái người bạn cùng chung với nhau, là những người Phật tử thuần thành chân chánh với nhau, thì mình làm như vậy thì họ sẽ chê trách bằng cái bậc thiện trí mà mình làm gì sai pháp vậy thì họ sẽ chê trách mình, trách để mình sửa đổi. Khổ con cái là cái tâm của mình á, như trong kinh dạy là có hai cái pháp mà làm cho một cái người được tiến hóa đó, đó là sự kham nhẫn và sự thuần tịnh ở nội tâm. Tức là cái mình nó phải nhẹ nhàng, rồi cái tâm của mình nó phải mềm dẻo. Mềm dẻo có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình chấp nhận những cái lời được xây dựng, sửa đổi, nhắc nhở. Trong kinh Pháp Cú dạy rằng ai hai chỉ lối răng phiên, kẻ ác ghét bỏ, người hiền kính yêu. Tức là cái người mà có cái tâm xấu, tâm bất thiện á, thì người khác khuyên mình và rầy mình á, làm cái điều ác như vậy không tốt, và khuyên mình làm cái điều thiện á, thì đối với cái người ác, cái người mà có tâm bất thiện á, thì họ ghét lắm, họ mưa. Nhưng mà cái người hiền á, cái người thiện á, thì họ quý cái lời nói của người khác được xây dựng. Thí dụ bậc thiện trí xây dựng mình á, thì mình dễ dàng chấp nhận những điều đó. Và trong kinh nói là mình có hai cái pháp gọi là Khanti và Soracha. Khanti tức là kham nhẫn, và Soracha tức là sự thuần tịnh. Ở đây là cái tâm của mình nhu nhuyến, nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận, không có cái pháp cứng đầu khó dạy, không có cái pháp cứng đầu khó dạy. Và chính cái tâm đó nó dễ dàng tiếp nhận cho, ở đây không phải là cái sự nhu nhược, không phải là một cái sự dễ dàng chấp nhận, nhưng mà mình tập cho cái tâm của mình nhu nhuyến. Một khi cái điều gì được xây dựng bằng một chánh pháp, xây dựng một cái điều đúng đắn, thì mình hành theo những cái điều đó.
thì mình sẽ được sự an vui. Mình sẽ được sự an vui. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng nếu mà một người có cái gọi là kham nhẫn và thuần tịnh á, là cho cái người đỡ được tiến hóa. Trở lại đó thì cái lòng quý ở đây tức là sự sợ hãi, mà trước tiên đó là mình sợ hãi bậc thiện trí thức chê trách. Thí dụ như mình biết là tổ bạn đồng phạm hạnh chư tăng với nhau, Phật tử với nhau, rồi có các cái mối quan hệ với nhau mà bậc thiện trí thức thì họ thấy mình làm cái điều gì mà nó sai trái thì họ nhắc nhở mình. Nhắc nhở ở đây không phải là chỉ trích, mà nhắc nhở cho chúng ta biết rằng là làm như vậy nó không có nên. Mà cái người mà biết sợ thì ngay lập tức họ sửa đổi, làm gì không đáng, sửa đổi. Trong kinh nói rằng là một vị tỳ kheo mà gọi là tôn trọng các bậc trưởng lão đó, thì các bậc trưởng lão như là một cái con bò đầu đàn. Con bò đầu đàn. Trưởng lão ở đây là không phải là cái người mà tóc bạc, hiểu là vậy. Trưởng lão ở đây là cái người đó thông về pháp học, thông về pháp hành và hiểu biết và thực hành về pháp học, pháp hành, am tường rõ hết tất cả các cái pháp. Thì nghĩ đó được gọi là thông cả kinh luật và luận, rồi thực hành theo cái đời sống phạm hạnh như vậy thì gọi là trưởng lão. Thì cái vị trưởng lão đó nhắc nhở mình mà mình biết lắng nghe, biết vâng lời thì mình mới có thể là sửa đổi được. Thì trước tiên nên là mình phải sợ các cái bậc thiện trí thức chê trách. Cái thứ hai nữa đó là mình sợ cái gì? Mình sợ cái quả báo khổ. Quả báo khổ. Một khi mà lời nói, việc làm, hành động của mình mà mình xuất phát ra đó, thì như chúng ta đã biết đó là ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy rằng đó là nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Cái hình ảnh mà con bò nó kéo chiếc xe thì cái dấu của bánh xe nó sẽ cán lên cái dấu chân của con bò, cái dấu in ở dưới đất đó. Thì hình ảnh của con bò nó kéo chiếc xe rất nặng, thì có nghĩa là với một cái người mà có cái chủ ý của tâm bất thiện, có chủ ý tâm bất thiện, thì họ trước sau sẽ bị cái quả báo khổ. Báo khổ hiện tại mình nhiều khi cái nghiệp bất thiện nó chưa kịp đeo đuổi theo á, thì mình thấy nó không có quả đến á, thì mình nghĩ rằng là có khi mình nghĩ rằng là quả nó không đến với mình, nhưng sự thật ra thì trước sau nó cũng phải đến. Ngoại trừ khi chúng ta tu mà gọi là có một vài trường hợp là chúng ta chứng được quả thánh, là chúng ta vượt lên khỏi luôn, như chẳng hạn như ngày vô não á, Akulimala đó, Ahimsa đó, thì ngài không có bị cái quả nặng, bởi vì ngài giết tới 999 người, rất là cái số lượng người rất nhiều, mà bảo rằng để trả quả thì có lẽ là ngài chết không biết bao nhiêu kiếp để đền lại cái quả đó. Nhưng mà do ngài chứng quả vị A-la-hán rồi, ngài vượt lên khỏi luôn, giống như là vượt khỏi nợ không có đeo theo được kịp nữa, thì trường hợp đó là ít thôi. Nhưng mà phần lớn thì chúng ta chịu cái quả báo khổ, nó sớm thì muộn ha, có khi thì nó trổ ra ngay trong đời sống hiện tại này, có khi thì nó trổ ra ở trong đời sống kế tiếp, có khi thì nó trổ ra bất cứ một cái đời sống luân hồi nào. Chúng ta dễ như vậy. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng nó là cái việc mà gọi là cái quả báo xấu đó, thì trước sau nó cũng phải đến thôi. Cái quả báo mà khốc liệt mà chúng ta hiểu đó là có thể là nhiều đời nhiều kiếp. Trong Thanh Tịnh Đạo thì nói rằng có những cái quả nó trổ ra ngay trong đời sống hiện tại này, tức là hiện báo nghiệp.
rồi là có những cái quả thì nó trổ ra ở trong đời sống kế tiếp, tức là sau khi chúng ta thân hoại mệnh chung thì chúng ta nhận lấy cái quả đó, cả quả thiện lẫn quả quả khổ lẫn quả vui. Vậy rồi có những cái nghiệp nó đeo đuổi theo chúng ta bất cứ một thời điểm nào trong kiếp luân hồi của chúng ta, nó đeo theo đuổi kịp thì chúng ta nhận lấy cái quả đó, thì cái đó được không nhỉ? Còn cái mà quả mà ở đời sống kế tiếp sau khi chúng ta mạng chung thì cái đó được gọi là sanh báo nghiệp. Thì trường hợp nào cũng vậy, nếu một người mà sợ đến cái quả báo xấu thì mình không làm. Nhiều khi á, quý vị thấy rằng á, là mình chỉ nói những cái lời nó chỉ là lời nói thôi, nhưng mà lời nói nó cay nghiệt, lời nói nó độc ác, nhưng mà xúc phạm đến những cái bậc thánh á, thì phải nói rằng quả nó khôn lường, quả khôn lường. Mình cái quả mà mình xúc phạm đến những người phàm phu bình thường ấy, thì nó còn có đó, nó nhưng mà nó nhẹ hơn là đối với bậc thánh. Cho nên trong kinh á, được ví dụ trong mấy cái ngọn lửa đó, thì ngọn lửa cha, ngọn lửa mẹ, ngọn lửa sa môn, ngọn lửa thánh nhân, đó là những cái ngọn lửa mà muốn nói đó, tức là một cái người mà khi mà xúc phạm đến những cái bậc thánh nhân, mình phải biết sợ cái đó, sợ cái quả. Ở đây chúng tôi nói luôn, nếu mà ai biết còn có thần tiên, ai còn có biết tin chư thiên, ai còn biết tin ma, tin quỷ, hay là tin chư thiên, rồi tin trời, tin Phật gì đó, mình nói trong cái tính dân gian đó, thì cái người đó họ ít ra thì họ còn có một chút cái hành động của mình hiểu được và tránh xa. Bởi vì mình tin còn có luân hồi, còn tin còn có ma quỷ, còn có quả của điều ác và quả của điều thiện. Mình có tin cho nên là mình tin có ma, có quỷ, rồi mình tin có đời trước, đời sau, mình tin có chư thiên, mình kính tin có thiên thần, rồi mình tin có Phật, có trời, vân vân. Thì mình có tin như vậy thì có nghĩa là mình còn biết có một cái nơi thánh thiện và có một cái nơi đau khổ. Cái nơi đau khổ là mình nói là ma quỷ. Rồi cái nơi thánh thiện đó là trời, Phật, thánh thần gì đó, ví dụ vậy. Thì ở đây mình tin cái đó, đó là chính là mình biết điều chỉnh được cái hành vi của mình. Ngày xưa đó quý vị biết rằng là khi mà Phật giáo du nhập vào Việt Nam của chúng ta vào khoảng thế kỷ thứ nhất công nguyên đó, thì chúng ta biết rằng trước tiên đó là người Việt của chúng ta, ông bà chúng ta xưa kia chỉ có tin trời đất vậy thôi, tin trời đất là thờ cúng ông bà thôi. Đến sau đó thì Phật giáo vô nhập vào thì cái giáo lý nhân quả nghiệp báo đã đi vào, nó phù hợp với cái việc người ta gọi là quan niệm người Việt xưa kia, quan niệm là ăn hiền ở lành, ở ác á, thì trời phạt, mà ăn hiền ở lành á, thì trời thưởng. Người ta quan niệm vậy, nhưng mà cái giáo lý nhân quả nó đã, của Phật giáo đã đi vào ở trong cái đời sống của người ta á, thì người ta biết là người ta thấy nó phù hợp, cái giáo lý nhân quả nghiệp báo đó đã phù hợp với người Việt, cho nên là người Việt xưa kia ông bà của mình dễ dàng tiếp nhận đạo Phật đối với trong cái quần chúng, trong cái cộng đồng của người Việt xưa kia. Thì ở đây muốn nói đến, tức là một người mà biết sợ được cái quả báo khổ đó, thì cái người đó ở trong tương lai đó, người biết sợ cái quả báo khổ trong tương lai thì ngay lúc đó họ điều chỉnh được cái hành vi của họ. Và vì vậy cho nên là họ biết thanh lọc ở nội tâm, thanh lọc để trở thành cái người hiền ở trong cuộc đời này, thanh lọc để trở thành một bậc thánh. Trong Phật giáo của chúng ta gọi là bậc thánh nhờ cái lòng tàm lòng quý này. Lòng tàm lòng quý đơn giản là chỉ là biết sợ hãi và biết xấu hổ với những hành vi xấu thôi, chỉ là như vậy không, nhưng mà nó giúp cho người ta điều chỉnh lại cái hành vi đó, là giới được trong sạch. Mãi giới được trong sạch thì nội tâm được an tịnh,
nội tâm được an tịnh thì tuệ phát sanh để phá tan được bóng tối vô minh phiền não, cắt đứt phiền não để đạt được cái sự giải thoát. Đó cũng chính là cái gì? Nhờ cái lòng tham lòng quý. Như vậy thì mình thấy rằng á, cái lòng tham lòng quý nó giúp cho con người của chúng ta, tức là cõi nhân loại của chúng ta, biết được những cái trật tự giữa các cái mối quan hệ trong gia đình, anh em, cha mẹ, ông bà, rồi trong các cái mối quan hệ xã hội, cộng đồng, xã hội cộng đồng, chúng ta biết ở mình ở vị trí nào, biết mình ở vị trí nào, thì rõ ràng là nó tạo nên cái trật tự tốt đẹp cho cuộc đời này. Và nhờ cái lòng tham lòng quý này mà đối với các cái cảnh giới của chư thiên sẽ được sanh làm, chư thiên sẽ được sanh nhiều hơn, sanh được nhiều hơn. Là vì sao? Người ta biết tránh xa điều ác, ta thực hiện điều lành thì người ta sẽ sanh làm một vị thiên thôi, sanh làm chư thiên. Thì như vậy đó, thì nhờ đó mà các cái cảnh giới chư thiên sẽ được sanh chư thiên hơn. Cái thứ ba nữa đó là nhờ lòng tham lòng quý này mà bậc thánh sẽ được sanh vào trong vực bậc thánh, người ta sẽ sanh vào trong bậc thánh. Là nhờ lòng tham lòng quý này mà người ta đắc giới, nhờ lòng tham lòng quý này mà người ta đắc định, nhờ lòng tham lòng quý này mà người ta đắc tuệ. Nhờ đắc định, đắc giới, đắc tuệ đó mà vị ấy đạt được cái sự giải thoát. Còn một người á, là nếu không có lòng tham lòng quý thì rõ ràng là chúng ta là chịu cái quả báo khổ, và cuộc sống thì có lẽ là luân hồi ở bốn chủng loại: luân hồi trong thai sanh, luân hồi trong noãn sanh, luân hồi trong quá sanh, luân hồi trong thấp sanh. Thì cái điều đó nó sẽ diễn ra bất cứ một cái chúng sanh nào mà không có lòng tham và lòng quý. Như vậy thì Phật dạy rằng chính lòng quý là hai cái pháp nâng đỡ cuộc đời này, nâng đỡ thế gian này. Thế gian thì mình hiểu là cõi người và cõi trời luôn nâng đỡ. Và chính cái lòng tham lòng quý này làm cho thanh tịnh ở nội tâm mà bậc thiện trí thường thực hành. Hiriottapa sukatam masamahita santo sapurisa loke dewa thamma tibuchare, tức là sanh làm một vị chư thiên hoặc là bậc thiện trí thường xuyên thực hành, và nhờ đó mà an tịnh nội tâm. Thì trong cái bài học hôm nay thì chỉ hai chi pháp như vậy thôi, thì cũng chính là cái lòng tàm, tức là biết cái sự xấu hổ, xấu hổ bởi hành vi xấu của mình, không, mình không có biết xấu hổ như vậy cho nên là mình không có tạo những hành vi xấu. Và mình biết sợ hãi, tức là lòng quý, mình biết sợ hãi quả báo xấu, sợ bậc trí thức chỉ trích. Vì mình sợ như vậy cho nên là mình không có làm những cái hành vi xấu bất thiện. Như vậy thì cũng chính nhờ lòng tham lòng quý này mà người ta được an tịnh nội tâm, và được tạo nên cái sự an vui giữa đời này và đời sau. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Kính hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp xung quanh nơi chùa chúng tôi ở, hoặc là chư thiên các nơi hộ trì Phật pháp được bền lâu, chư tăng được an lạc, Phật tử được an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Phật Tâm đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa, và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hành chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dân mít đức sư. Vatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha rafa vena sada sati vantu te vatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhamma rafa vena sada sati vantu te vatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha rafa vena sada sati vantu te.
Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin do quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha wa si ni thu pe ga re bo thi ga ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ram da le thế ra cha mát cha na wa ca cha bit kha vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an đà sam pa wa sam se đà cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng thẩm ma qua răng pa tiết cha tê sắp bê pi đục khát sa kha ron tu sang kha dân tha tu ki răng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ga la sang khô hô tu sa mắc vô qua a tha ya hi ta ya cha âm hê rát khan tu sắc thẩm mô sắp bê pi thẩm ma cha ri nô bút thêm sang pa vui nay ya ma thăm ma ri ya ma về đi tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào trong học pháp. Kính chào tạm biệt nghe pháp, xin xuống mic.